Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây? Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là rắn săn mồi Snake River nhé. Và nếu bây giờ được 1k like thì ngày mai là chúng ta sẽ được có tập mới nhất của Snake River nhé anh em ơi. Và rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi và chúc anh em xem video vui vẻ nhé. Thì mình sẽ tiếp tục chơi với con rắn Frankenstein. Con rắn mà mình đã mở được cực kỳ là ngon. Nó mang cái độ hiếm epic. Giá của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3.000 coin. Rất là đắt đỏ nha anh em, không hề rẻ một chút nào. Và con này là một trong những con rắn mới cập nhật ở trong cái phiên bản update mới này. Chúng ta đang đối đầu với nhau trong trận chiến Battle Royale. Và mình sẽ vẫn cố gắng là một ngày mình sẽ tầm từ 3 trận đến 4 trận top 1 để kiếm được 2.000 coin. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2.200 đến 2.400 gì đấy. Nhưng hiện tại thì cái nam châm của mình đang hơi ít anh em ạ. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Top 1 này anh em ơi, đi tìm top 1 nào. Frankenstein, khá đẹp. Kìa có cái nhấp nháy gì kìa. Bên này thức ăn thì có lẽ là sẽ rất nhiều đây. Ui da, nhiều thức ăn lắm anh em ạ. Đã ghê. Oh my god, xoay thức ăn lắm thế. Xoay 360 độ, có cả rắn chuột rồi anh em ơi. Có người đã có rắn chuột rồi kìa. Mà mình cày mãi vẫn chưa lên được rắn chuột. Khó ghê. Mà nhiều người đã cày được lên rắn chuột rồi. Cái game này cày lâu lắm. Cày Battle Pass lâu lắm. Không hề nhanh như chúng ta nghĩ đâu. Ồ, lại gặp mấy cái thằng đau gas này. Gặp rất nhiều anh em ơi. Ồ, ông già Noel kìa. À tía mình sẽ chơi ông già Noel. Được không ta? Ông già Noel hôm nay là ngày Giáng sinh đúng không? Tía mình bật cái nhà bài nhạc Giáng sinh lên các kiểu. Chơi ông già Noel. Ông già Noel của họ không full item như mình. Ông già Noel của mình full item đẹp cái thật sự luôn. Mình có khá nhiều rắn xịn đấy chứ anh em. Theo cái này này. Không được rồi. Rồi ok, tiếp tục là nam châm. Phải đống thế nhở. Một mét đất mà sao tận đến 4-5 con rắn này. Ok, hai. Cố gắng hết sức. Ui dồi, đông thế. Chuỗi đông vãi cái lều à. Chết nhá. Có một con chết thật rồi anh em ạ. Có một con chết thật sự rồi. Thôi mình ăn ít thôi. Không cần ăn quá nhiều anh em. Ui chỗ này này. Còn một đống này. Hay quá nhở. Tự nhiên là có. Tự nhiên là có thức ăn ở đây. Nó quá tuyệt vời luôn ý. Chứ Linda. Cho gặp một rắn này là Linda anh em ạ. Mình vào trong vòng bo đi. Ui đông thế. Bên này cái ok, con rắn chuột khó chịu thật sự anh em ạ. Rắn chuột khó chịu lắm. Trên kia thức ăn này không có gì. Bên ngoài này cũng có thức ăn này. Ui sổi rồi, hơi bị mạo hiểm phát đấy rồi anh em ạ, hơi bị mạo hiểm luôn. Chúng ta nên vào đã. Con rắn chuột ghét nhỉ, nhìn con rắn chuột ghét ta. Ok, ui rắn chuột to thế, to vãi cả lều. Hơi khó đây. Cái gì vậy? Quay cái bit mà quay. Quay này. Quay tao à hả? Quay à? Quay cái bit ấy mà quay. Nói rồi. Nói rồi mà. Bây giờ mình chỉ cần ăn. Ôi win nó, tự win à? What the fuck? Quay mình mới sợ chứ. Mày quay ta thì mày phải chết thôi anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ kiếm thêm được cái Battle Pass. Game gì đây? Game mới à? Game này game game của tàu à? Game gì vậy? Cá lớn cũng lướt cá bé à? Quay đấy, game gì đây? Ăn luôn cả tinh tinh. Game này giống game cá lớn cũng cá bé ta. Cái này là quái vật, không phải anh em ạ. Enter the Love. Nhìn cái quảng cáo nó hơi kiểu giả giả. Cho thêm tiếp theo được khoảng là 2.200 điểm nữa. Và cái rank của chúng ta hiện tại đang là 20.000. Và mình đang được thứ 11. Ở đây thì hòm đồng thôi. Bây giờ mình phải lên được 44.000, 54.000. 50.000 thì mới có thể lên được cái hòm vàng.
Thế thì hơi bị khó nha. Thế thì hơi bị khó đấy nha. Ok thì ông già Noel đúng không? Ông già Noel thì mình sẽ bỏ hết các thành phần này đi, custom này lên xuống lên. Hôm nay ông già Noel thì phải có một cái trang phục màu đỏ thì nó sẽ là chính xác. Và chúng ta hãy dùng cái trang phục này đi, trang phục kẹo này. Đấy, có vẻ là hợp lý không? Hay phết, đẹp phết đấy anh em ơi. Trang phục kẹo này. Ui, bảy sắc cầu vồng luôn. Hôm nay là ngày 24 đúng không? Hôm nay là ngày Noel à? Đúng rồi. Có lẽ là vậy, và mình sẽ có thể bật một xíu xíu nhạc lên để nghe nhạc. Music nhỉ. Rồi, bật 500 music lên về Noel. Rồi, ok. Bật 500 music về Noel lên để chúng ta có thể nghe thấy được. Rồi mình sẽ tắt cái nhạc của game này đi. Music. Ok. Chiến thôi anh em. Let's go. Chơi ông già Noel. Ông già Noel đi phát quà Giáng sinh ngày 24. Rồi, chúng ta sẽ có ông già Noel cơ mà đúng không? Tội gì mà không mang đi. Và màu đỏ mình thấy khá đẹp vì mình vừa thấy một cái thằng mà nó có mấy cái kẹo kẹo ấy. Nhìn đẹp phết. Nên mình cũng chơi ngay ông già Noel thôi. Hút hết vào. Rồi, lên trên này anh em. Ui, trên có đống ghê. Vào giữa. Không phải tốn thời gian thế được anh em ạ. Chúng ta sẽ không để tốn quá thời gian. Phải ăn thật nhiều. Ăn càng nhiều càng tốt. Ở giữa không nhiều lắm nhỉ. Hình như bị con nào nó ăn mất rồi thì phải. Thấy không? Không quá nhiều thức ăn cho lắm. Đấy, nhìn đẹp phết ta. Cái bộ kẹo, thân kẹo của chúng ta siêu đẹp luôn anh em ạ. Tặng kẹo cho... Rồi ok. Oh my gosh. Hay lắm. Chúng ta khá to. Không sao đâu, mình cứ vào giữa đi. Mình không cần phải lo lắng lắm là chúng ta lại không ăn được hay như thế nào cả. Đây, ăn nhiều vô số kể. Bây giờ có một cái hút nhỉ. Có một cái hút toàn bộ thức ăn như lúc nãy nhỉ. Thì nó thật sự là rất là tuyệt vời. Ok. Ăn toàn bộ cái gì có thể ở trung tâm này này. Đây, xem bên này anh em. Bên kia ít quá, bên kia không có mấy. Rồi. Tí chết. Mình bị láo tuét. Con kia nó vừa gọi sao ta? Bắn mình đúng không? Xong nó lao nó ăn mình đúng không? Ui giời, mình không điều khiển được cái đầu anh em ạ. Khó phết nhỉ. Đang ở phần trung tâm của chúng ta nên là hơi bị khó nha. Quan trọng là mình phải điều khiển được cái đầu này để nó không bị lắc sang trái, lắc sang phải quá nhiều và dẫn đến gây chết. Theo. Ui ôi, nhiều rắn nó to phết đấy. Thôi, không còn quay lại đâu. Tại vì có rất nhiều con nó quay ở đấy để nó ăn rồi. Chúng ta tập trung vào đến những cái chỗ thức ăn mà mình sẽ vào thôi. Bên này có gì không? Bên này có gì không? Ui giời. Có lẽ mình nên ăn thêm mấy cái ở ngoài đó. Mình cũng hơi kiểu lo sợ ấy. Mà thôi, đằng nào thì thức ăn này cũng rất là nhiều. Thoải mái là cho chúng ta ăn. Tốt. Quả lượt rất tốt. Thật ra không tốt lắm đâu. Nó chỉ được một số thức ăn thôi. Hơi lắc lắc ta. Không hiểu luôn tại sao luôn nhưng mà thấy nó không được mượt mà cho lắm. Đó như cảm nhận của mình là như vậy. Đó khá là to. Khá là lớn luôn ở đây. Rất là nhiều rắn luôn anh em ạ. Và chúng ta luôn trong cái tình trạng đó chính là Quá tốt luôn gì đó. Kia có tận đến 2 cái sao kìa. Nhấp nháy anh em ạ. Có 2-3 cái nhấp nháy gì đấy ở bên này. Rồi, hay. Tuyệt vời. Đừng bị thua được anh em ơi. Chúng ta đang gọi là rất là tốt đây. Con kia giết luôn hộ mình anh em ạ.
Hay quá, bên này có thức ăn này. Bây giờ chúng ta, ui, mình to quá, cảm giác nó khó di chuyển hay sao ấy nhỉ? Khó lắm, cảm giác là nó hơi lắc lắc. Có kêu rồi. Oh my god. Nó bé hơn mình nhiều. Đây 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 em ơi. Đây đây lên đây lên đây lên đây lên đây lên đây lên đây. Ê, thì chiếm được vị trí rồi. Hay rồi, hay rồi, hay rồi. Như nó luôn nó ra ngoài nó ăn hay sao ạ? Chỉ xa, chỉ xa, chỉ xa, chỉ xa. Đâm vào cây nhá. Ngu ngốc lại đâm vào cây bây giờ. Chết. Hay. Hay, ông già Noel nó tỏa sáng thật sự là hay. Quá hay luôn. Ông già Noel với 1174 điểm. Ơ, mình không nhân đôi rồi. Hơi bị buồn là không nhân đôi rồi anh em ơi. Chúng ta sẽ custom cái khác đi. Cái kẹo này thì thôi đi nha. Cái khác đi. Chúng ta sẽ dùng cái gì đây? Đây đây, cái chân. Cái chân ông già Noel nhìn đẹp phết. Mình thích cái này anh em ạ. Đôi chân custom. Rồi, chúng ta sẽ chơi thêm một trận nữa của ông già Noel nhá. Santa. Custom, custom. Rồi, play play play. Battle Royale với vẫn dùng cái Magnet Blast thôi. Nếu mà trận cuối chúng ta top 1 nữa là một cái ván đấu nó hoàn hảo nhỉ. Đúng không? Hy vọng là trận cuối là chúng ta cũng sẽ được top 1. Rồi, Battle Royale với cái này là 50 người nha anh em. Nó sẽ bao gồm tầm 50 người ở đây. 50 người trong một cái trận chiến như này. Mình sẽ hút toàn bộ tất cả những thứ này vào. 5, 4, 3, 2, 1. Và ok, let's go. Rồi, ông già Noel bây giờ sẽ đi gọi là... Đây có chân luôn anh em ạ. Chân dết vậy. Nhìn cái này không đẹp được bằng cái kẹo nhỉ. Cái kẹo mình đẹp hơn. Đó, cái này cũng được. Đây rồi, đây rồi, ok. Hút được thêm hai cái bông hoa nữa thì cũng được. Bên này hơi ít thức ăn anh em ạ, tại vì nó vừa ăn rồi. Cái này hơi ít này. Không nhiều như mình nghĩ cho lắm. Tại vì nó ăn hết rồi, ui dồi ôi. Ăn hết rồi. Đây, 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 đây. Nhưng mà bù lại nó sẽ có một cái này. Chính xác. Chính xác. Bắn nhau, bắn nhau, bắn nhau, bắn nhau, bắn nhau, bắn nhau. Bây giờ tìm một số con bắn nhau thôi anh em. Nhưng mà nhiệm vụ chính của chúng ta vẫn là phải ăn đã. Ăn đã xong rồi bắn. Đây đây, thằng này đây anh em. Bắn ai đây? Để xem nó có chết chưa nhá, thì mình ăn nha anh em. Thức ăn kìa, kìa. Nhấp nháy kìa anh em ơi. Rồi. Hình như mình đang về cái Việt Ki hay sao ấy nhỉ, mà ấn có vẻ khó khăn nè. Không được mượt mà cho lắm đâu. Rồi, stop. Hiện tại tạm dừng đã, tại vì là hết đấy rồi. Hết cái con nhỏ nhỏ rồi. Khá là gì ta? Khá là sợ ta. Không biết là như nào, lên trên rồi, lên trên, lên trên, lên trên. Đúng, chính xác là mình đang để cái Việt Ki anh em ạ. Thế mà từ lúc bây giờ mình vẫn thắng được thì đúng là không hiểu luôn. Không hiểu tại sao luôn. Rồi, lên trên, lên trên, lên trên, lên trên. Ui dồi, con nào nó ăn đánh bắn đuôi mình sao ấy nhỉ? Nó ăn rồi. Nó to hơn nhiều. Nó còn đông lắm anh em, còn tận 11 người cơ. Bây giờ thì chưa thể solo được đâu. Bây giờ thì phải đi ăn thêm thức ăn đã. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bọn nó là cứ thích lao vào nhau để nó ăn được thần nhiều ấy. Nhưng mà cái này nó rất là rủi ro. Tốt. Không dám vào luôn. Có tinh tinh nhỉ anh em ơi. Kìa có tinh tinh nhỉ. Tinh tinh là một trong những con mới nhất kìa. Có cả tuần lộc luôn anh em ạ. Có cả tuần lộc luôn anh em ơi. Ui, năm mới gì đó kìa. Tuần lộc giá là hơn 200.000 anh em ạ. Mình chắc là mình sẽ đánh bại vào tuần lộc. Hợp lý nhỉ. Ông già Noel đánh nhau với tuần lộc.
Ui, hay thế. Con rắn kia, ôi đẹp thế. Con rắn kia có cái item, ông già Noel cưỡi lên trên anh em ạ. Con tuần lộc. Uầy, uầy, xịn nhờ. Tuần lộc này, đại gia đấy. Đừng hỏi. Giàu vãi lều ơi. giàu quá. Nhưng mà còn một con chắc sẽ chết thôi. Ôi, thần rắn anh em ơi. Như vậy là ta sẽ còn 3 người nữa bên này. Mình khá to đấy, mình chẳng phải sợ nó lắm đâu. Quan trọng là có nhất được không rồi. Bên kia nó có một cái nhấp nháy kìa. Bên kia nó có một cái nhấp nháy. Và mình vẫn đang đi cố gắng ăn hết tất cả những cái gì có thể. Ôi, nó lại vào trong rồi. Thế nhờ, vòng bo thay đổi. Chóng mặt. Thế thì ra đây nha. Ra đây nha cưng. Mình đang vừa bị ép anh em ạ. Ra bị ép kinh quá. Oh my gosh. 22222. Rồi, chúng ta đang tốt hơn một xíu. Việt Nam đối đầu với Việt Nam trong trận chiến cuối cùng. Oh. Chết, yes, làm sao mà ăn được. Hay quá, chúng ta thắng đến gọi là bá cháy. 1100. 3 trận thắng anh em ạ. 2 trận thắng với ông già Noel và 1 trận thắng với con Frankenstein. Khẳng định số 1. Quá hay. Rồi thì chúng ta sẽ kêu mê nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.